bữa nay anh em mình ra đồng giải trí đến với kênh Dũng miền Tây mình ha. Thì máy này 70 anh em ơi, 70 brut. Ở đây đồng này đồng ở Kim Đông anh em. Máy này chạy quá nhanh luôn anh em ơi. Bữa nay trời có gió anh em thông cảm anh em ạ. Trời quá gió. Hết hồn xe kéo. Cái là lên dây, bắt cái là lên dây. Xe này cả chập mấy chục bao, quá bự. Ở vùng núi thì chở lúa bằng xe cải tiến này không anh em ạ, tại vì đất ở đây nó không có lúa. Xe này còn lấy thêm chưa đây?
nó dễ dở luôn. Quá à, giữ chiếc xe kéo. Quá nhanh. Cơm rồi, ăn cơm này, bắt kịp rồi.